Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập một bài rất là hay, các bạn người tình không đến. Giai điệu chúng ta cần là rumba hoặc bolero đều được. Sambo 80 và tông nam vẫn là rơi thứ nữa mọi người nha. Mọi người thấy ở trên đầu đó là voi hát harmonica và tiếng guitar sến, đó là câu intro ha, dùng hai tiếng đó. Thì bây giờ tiếng harmonica thì sang kiếm làm biến kiếm quá cho nên sang lấy tiếng cò chỉ đỡ ha, và tiếng cò và tiếng guitar sến. Ok, vô con câu intro. Xong một bài cũng rất là hay mọi người ha. Bài này có hai dễ thương. Rồi. Có sách học sẽ mau thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở bài sau.